Tối ngày 11 tháng 1, Công an thành phố Long Khánh, Đồng Nai cho hay đang tạm giữ 6 thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm Lê Khôi, 29 tuổi, Trương Quốc Sáng, 18 tuổi, Lê Trần Anh Lượng, 20 tuổi, Nguyễn Anh Vũ, 18 tuổi và Phạm Anh Tuân, 19 tuổi, cùng ngụ thành phố Long Khánh. Lúc 20 giờ tối, ngày 10 tháng 1, nhóm của Khôi rủ nhau đến quán Sóc Nâu, khu phố 6, phường Xuân An ăn nhậu. Cùng thời điểm, anh Trần Duy Cường, 32 tuổi, trú phường Xuân An, cùng vợ và hai con nhỏ ăn tại đây. Đến 22 giờ 45, anh Cường tính tiền ra về thì bị Khôi xông tới đạp vào người. Sau đó, đồng bọn của Khôi cũng lao tới dùng tay chân, ghế, gạch, mũ bảo hiểm đánh anh Cường bị thương, té xuống bất tỉnh. Đáng nói, dù nhiều người ra sức can ngăn, nhưng cả nhóm vẫn hung hăng, dùng chân đá, dùng ghế gỗ đập vào đầu anh Cường. Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi hiện trường, còn anh Cường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an phường Xuân An đã đến hiện trường lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an thành phố Long Xuyên truy xét nhóm hung thủ. Đến chiều ngày 11 tháng 1, cả 6 thanh niên đã ra đầu thú. Bước đầu, nhóm thanh niên khai, trong quá trình ăn nhậu tại quán, anh Cường có sang mời Khôi uống bia và nói chuyện với nhau. Sau đó, anh Cường dùng tay vỗ vào đầu Khôi và cười rồi về bàn. Hành động này khiến Khôi tức giận nên cùng cả nhóm đánh anh Cường thương tích.